chào tất cả quý vị khán giả thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, mùa hè đang đến rất gần chúng ta rồi và ánh nắng thì trở nên gay gắt hơn cũng như là thời tiết trở nên nóng bức hơn. Và chị Thanh ơi, các bạn học sinh đã được nghỉ hè rồi đó. Với thời tiết này thì chúng ta sẽ nấu những món ăn làm sao cho mát nè, giàu vitamin nè, dễ ăn để đảm bảo đủ chất cho cơ thể. Chưa hết đâu chị ơi, còn phải ngon, bổ, rẻ nè, mới mẻ nè, dễ dàng chia sẻ, ăn vào người khỏe và cả nhà vui vẻ như là tiêu chí của Món Ngon Mỗi Ngày vậy đó. Chị nghe Minh Châu nói mà chị muốn đứt hơi luôn á. Được rồi, bây giờ chị sẽ thực hiện một món ăn mà đáp ứng đủ các điều kiện của Châu đó. Đó là món gì vậy chị? Đó là món bánh đa xào thịt gà chua ngọt. Nghe tên món ăn thì có vẻ hơi dài nhưng mà thực hiện rất nhanh và lại ngọt đó em. Nhưng mà bánh đa có giống như bánh tráng mà người ta hay bán bên ngoài không chị? À không, đúng rồi em. Em phải phân biệt kỹ nha. Bánh đa đây là một cái loại đặc sản của Hải Phòng. Còn bánh tráng thì một số nơi gọi là bánh đa, tuy nhiên không có đáp ứng được cái món ăn này đâu. Vậy thì bây giờ mình sẽ thực hiện món này ngay nha chị. Rồi, bắt đầu nha. Để thực hiện món này các bạn cần chuẩn bị 200g bánh đa khô, 200g thịt gà, 100g cải bó xôi, 50g cà rốt, 1 trái ớt sừng, tỏi bằm, dầu hào, sốt cà. Về gia vị, các bạn chuẩn bị tiêu, đường, hạt nêm Ajinon, nước tương Lisa và giấm gạo Lisa. Trước tiên mua về thì các bạn nhớ là ngâm bánh đa khoảng 10 phút. Nếu mà loại bánh đa lớn thì các bạn ngâm nước lạnh 15 phút và sau đó chúng ta vớt ra rổ để thật ráo. Phần thịt gà thì ở đây tôi sử dụng má của đùi gà. Thịt gà các bạn cắt nhỏ vừa ăn. Em ướp vào đây 1/4 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê đường thôi. 1 muỗng Ajinon và 1 muỗng canh giấm gạo Lisa em ha. Ui! Chị ơi, lần đầu tiên em mới thấy cái chuyện mà thịt gà mà lại ướp với giấm luôn á. Món ăn này khi em ướp với giấm thì sẽ làm cho gia vị thấm ngon hơn và đặc biệt thịt gà sẽ giòn hơn. Ồ, cái này thì em mới biết luôn đó. Trong khi chờ thịt gà thấm gia vị thì chúng ta sơ chế rau ha em ha. Trước tiên về rau bó xôi thì em thái khúc. Phần cà rốt thì các bạn thái sợi. Phần cà rốt như vậy là xong. Ớt thì em thái vài lát để trang trí và thái sợi ha. Bây giờ thì mình bắt đầu nấu em ha. Trước tiên em cho dầu vào, đợi cho dầu nóng, em phi một ít tỏi. Em phi tỏi cho thơm em ha. Dạ. Khi mà tỏi vừa thơm thì em chút thịt gà vào. Các bạn lưu ý khi xào thịt gà, các bạn và Minh Châu nhớ là phải xào nhăm tay cho thịt gà săn, không có ra nước. Rồi chúng ta chỉ xào săn thịt gà thôi các bạn. Và các bạn rút ra dĩa. Rồi em cho một ít dầu vào. Em cũng phi một ít tỏi cho thơm ha. Sau đó các bạn cho phần cà rốt vào. Cho tiếp phần bánh đa vào. Sau khi cho bánh đa vào thì các bạn cho vào đây một ít nước, khoảng gần nửa chén nước. Chắc đây cũng là lý do mà khi mình ngâm thì mình không được ngâm cho nó mềm quá phải không chị? Đúng vậy em. Và khi phần nước em cho, em cũng không nên cho nhiều quá. Em nêm vào đây cho chị một muỗng Ajinon, nửa muỗng đường. Và tiếp theo các bạn nêm vào đây một muỗng sốt cà. Sau đó em cho tiếp 2 muỗng cà phê dầu hào. Dầu hào thường làm cho những món xào có mùi vị rất là đặc biệt. Chính xác. Tiếp theo các bạn trút phần gà vào. Khâu cuối cùng đó là em cho tiếp vào đây 1 muỗng giấm gạo Lisa. 1 muỗng canh giấm gạo Lisa. Đúng vậy. Như vậy là khâu nêm nếm của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta cho gà vào và cho tiếp phần bó xôi vào. Phần rau này em xào cho vừa chín tới là được ha. Món này rất là đầy đủ chất dinh dưỡng nha chị Thanh. Em thấy là có bánh đa làm từ gạo nè, có rau nè, có thịt nè. Hài hòa dinh dưỡng như vậy thì chắc chắn là sẽ rất là bổ dưỡng. Đúng rồi. Mà màu sắc của món ăn này cũng rất là đặc biệt đó chị Thanh. Có màu vàng vàng nè, màu xanh nè, màu vàng của thịt gà.
rồi màu vàng cam cam rốt của cà rốt nè. Một chút nữa chị Thanh còn cho ớt vào nữa đúng không? Đúng vậy em. Chị Thanh ơi, món này có ăn kèm với cái gì không chị? Có chứ em. Món sau này em phải ăn kèm với nước tương Lisa và một ít ớt thái lan. Dạ. Chị sẽ mời Châu thử ha. Một miếng bánh đa nè, thịt gà nè, rồi một ít ớt nữa ha. Dạ. Rồi, chị mời em. Em cảm ơn chị. Chị Thanh ơi, bây giờ thì em đã biết tại sao mà chị lại ướp thịt gà với lại giấm gạo Lisa rồi chị ơi. Thịt gà rất là giòn, bánh đa vẫn còn mềm nè, ăn có vị chua ngọt rất là hài hòa. Chắc chắn những món chua ngọt như thế này sẽ rất là kích thích vị giác, đã vậy lại còn thích hợp cho mùa hè nữa chứ. Đúng rồi, như vậy là món ăn của chúng ta hôm nay đã thành công. Và cũng hy vọng là quý vị khán giả sẽ thực hiện thành công món ăn này. Và quý vị thân mến, quý vị đừng quên chia sẻ những ý kiến đóng góp của mình với chương trình qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị hãy gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto số 061-882-6188. Bây giờ thì chị Thanh và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.